Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Tới thời điểm hiện tại thì kết quả vẫn chưa được công bố, tuy nhiên tổng thống Trump đã tự tin về chiến thắng của mình. Hiện tại ông Joe Biden đang dẫn trước về phiếu bầu 238 phiếu, ông cần 270 phiếu để chiến thắng. Tuy nhiên, đối với những bang đang dao động, ông Biden chỉ có lợi thế tại hai bang là Nevada và Wisconsin. Hai bang này cộng lại cũng chỉ có 16 phiếu, trong khi bốn bang còn lại với số phiếu lớn hơn nhiều đã đạt trên 50% dành cho ông Trump. Như vậy thì cuộc đua này có vẻ như chiến thắng đã nghiêng hẳn về phía ông Donald Trump. Ngay khi cuộc bầu cử của Mỹ vẫn chưa đến hồi kết, Tổng thống Donald Trump đã tự tin khẳng định sẽ chiến thắng. Vào 20 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 10 theo giờ Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump cùng với gia đình xuất hiện tại phòng phía đông của Nhà Trắng ở Washington DC trước tiếng reo hò của những người ủng hộ. Vì Tổng thống 74 tuổi cảm ơn gia đình, Phó Tổng thống Mike Pence đã luôn hỗ trợ trong suốt quá trình bầu cử, cùng với đó là sự ủng hộ của người dân Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng tự tin tuyên bố: "Chúng ta không chỉ thắng ở Florida, mà đã thắng đậm, phan thắng thẻ thuộc về chúng ta. Theo như tôi biết thì chúng ta đã thắng rồi." Trung tin bố đúng là sẽ có một kết quả phi thường. Ông Trump bắt đầu bằng cách cảm ơn gia đình và hàng triệu người ủng hộ đã dành cho ông trong tối nay. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một tiệc mừng lớn, ông Trump nói. Chúng tôi đã chiến thắng mọi thứ. Bằng giọng của một người chiến thắng, Trump ca ngợi đêm thắng lớn của mình ở Florida. Chúng tôi không chỉ thắng, chúng tôi thắng triệt đề, ông nói. Ông Trump cũng tuyên bố dính đầu ở Pennsylvania, giống như đối thủ zombie đen đã làm trước đó trong đêm bầu cử. Và tại bang này đến thời điểm hiện tại thì Trump đã vượt trên lá phiếu của Biden trên 56%. Cuộc bầu cử của Mỹ chưa ngã ngủ, tuy nhiên nhiều tín hiệu cho thấy rằng Tổng thống Donald Trump có khả năng tái đắc cử khi đã giành chiến thắng tại các bang quan trọng như Florida, Ohio, Texas. Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm tay thể hiện sự quyết tâm chiến thắng sau khi hoàn tất phát biểu. Tính đến 4 giờ sáng, ngày 4 tháng 11 giờ Mỹ, tức là 16 giờ ngày 4 tháng 11 giờ Việt Nam, ông John Biden đang có 238 phiếu đại cử tri, dẫn trước Tổng thống Trump với 213 phiếu. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Thủy Tiên ngừng hỗ trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị và sự thật tại xã Thượng Xá và Trần Tình của chính quyền như thế nào? Chính quyền xã đã thừa nhận là trong quá trình thống kê có thiếu sót. Phóng viên của báo Dân Việt cũng đã đi thực tế tại một số nhà và nhận thấy rằng chính quyền địa phương đã có thiếu sót khi thống kê chưa đầy đủ những hồ bị ngập trên 1 mét theo yêu cầu của ca sĩ Thủy Tiên. Trước những thông tin gây xôn xao dư luận về việc ca sĩ Thủy Tiên thông báo ngừng trao hỗ trợ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, ngày 2 tháng 11, phóng viên dân Việt đã đến tận nơi trao đổi làm việc với người dân, chính quyền để bạn để bạn đọc có cái nhìn khách quan hơn. Đo thực tế tại nhà dân, trước đó ngày 31 tháng 10. Trước đó ngày 31 tháng 10 trên Facebook của ca sĩ Thủy Tiên có đăng thông báo ngừng trao hỗ trợ tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị với lý do có rất nhiều người khá già đến nhận quà và có nhiều người đeo vàng, rơn móng chân đến nhận. Ca sĩ Thủy Tiên phát hiện ra có những hộ có tên trong danh sách khảo sát lại không có phiếu để nhận quà, mà phiếu lại do người khác đi nhận. Ca sĩ Thủy Tiên đưa clip có một người phụ nữ và cho rằng chị này có tên trong danh sách nhận quà nhưng không có phiếu để nhận. Trong clip có ba người đàn ông cũng nói rằng có nhiều nhà bị ngập rau nhưng không có tên trong danh sách nhận quà. Qua thông báo, Thủy Tiên cho rằng có rất nhiều hộ khó khăn, nước ngập rau lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ, mà phiếu lại ưu tiên cho xuất trưởng xóm. Vì vấn đề bắt cập nêu trên, ca sĩ Thủy Tiên thông báo rằng sẽ ngừng phát quà và mong bà con 12 xã tại huyện Hải Lăng mà ca sĩ đã thông báo đến nhận quà thông cảm cho. Ca sĩ đã thông báo rằng, khi nào chính quyền địa phương sắp xếp lại danh sách đúng người cần giúp đỡ thì sẽ quay trở lại. Xác minh của phóng viên Báo Dân Việt được biết, người phụ nữ trong đoàn clip Thủy Tiên Đăng là chị TM, ba người đàn ông là anh QT, anh HS và anh DT, cùng trú tại xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. Phóng viên Báo Chân Việt đã đến tận nhà của chị TM, nhưng mà trong nhà không còn dấu vết rõ ràng để đo mực nước. Chị M, M. cho biết rằng có vài người trong đoàn của ca sĩ Thủy Tiên họ chỉ có nhận được phiếu nhận quà hay không, chị trả lời là không có và đó là sự thật. Ba người đàn ông trong đoạn clip bức xúc cho biết, sau khi ca sĩ Thủy Tiên đăng bài viết, có nhiều người nói rằng họ đã phản ánh sai sự thật, ghen ăn tức ở. Ờ. Có người chỉ rủ họ khiến họ rất đau buồn. Chúng tôi phản ánh đúng nhưng mà lại nhiều người bảo sai, còn chỉ rủ khiến cho chúng tôi bị hàm oan, ẩm ức. Chúng tôi phản ánh là để cho người dân trong xóm có sự công bằng, chứ chúng tôi không cần tiền hỗ trợ. Đó là quan điểm của ba người đàn ông trong đoạn clip. Để minh chứng cho điều này, phản ánh là đúng. Người dân trú tại xóm 1, thôn Thượng Xá đã dẫn phóng viên dân Việt đi thị sát một số nhà bị ngập trên 1 m Có mặt tại nhà ông Phan Đình Đăng, xóm 1, thôn Thượng Giá, phóng viên ghi nhận, dấu vết nước lũ ngập còn rất là rõ ràng. Phóng viên và nhiều người trong vùng đã dùng thước để đo, đúng là từ nền nhà lên tới vết lũ ngập sau trên 1 m Tại nhà bà Lê Thị Hương, cùng xóm 1, phóng viên ghi nhận, từ nền nhà cho đến vết lũ ngập sau trên 1m6. Nhà bà Nguyễn Thị Thanh, xóm 1, thôn Thượng Xá, phóng viên cũng ghi nhận vết lũ cách nền nhà 1,3 m Nhà bà Võ Thị Dương, xóm 1, thôn Thượng Xá, cũng đo được trên 1,4 m Những nhà này đều không có tên trong danh sách được nhận quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên. Người dân phản ánh còn khá nhiều các nhà ngập lụt trên 1 mét nhưng không có tên trong danh sách nhận quà. Từ việc đo đạc thực tế, phóng viên dân Việt cho rằng ý kiến người dân nói rằng chính quyền địa phương lập danh sách ủng hộ còn thiếu sót là có cơ sở. Xã thừa nhận thiếu sót. Ông Trần Văn Kính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Thượng cho biết, thực hiện chủ trương Ủy ban nhân dân về việc lập danh sách các hộ bị ngập lụt nhận hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai về thôn xóm rà soát lập danh sách những hộ bị ngập trên 1m hoặc là ngập dưới 1m. Hộ bị ngập là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dành gia đình chính sách. Ngày 26 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã đã tổng hợp gửi danh sách về phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện với tổng số hộ bị ngập trên toàn xã là 1.206 hộ, trong đó hộ bị ngập trên 1 mét có 527 hộ, ngập dưới 1 mét có 679 hộ. Sau khi gửi danh sách 527 hộ bị ngập trên 1 mét cho huyện và xét thấy những đối tượng trên chưa chính xác, Ủy ban nhân dân đã thành lập tổ ra soát thống kê, tổ phối hợp với các trưởng thôn, xóm trưởng, khu vực trưởng trực tiếp đến từng hộ dân để nắm tình hình thiệt hại và xác định mức nước đã ngập lụt Kết quả đoàn xã có 1.170 hộ bị ngập, trong đó có 159 hộ ngập trên 1 m và 1.011 hộ ngập dưới 1 m trong đó có cả hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tối 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã nhận được sự chỉ đạo của huyện về kịp thời điều chỉnh danh sách đối tượng ngập lụt trên 1 m Để 9 giờ sáng ngày 31 tháng 10, đoàn của Thị Tiên sẽ đến trao qua. Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thành lập đoàn tiếp đón bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cùng với đoàn thông báo cho các hộ dân trong danh sách đến Ủy ban nhân dân xã nhận quà. Sau khi kết thúc nhận quà, trưa cùng ngày đã xuất hiện đoàn clip ghi lại nội dung phản ánh của bốn người dân tại xóm 1, thôn Thượng xã, xã Hải Thượng về việc hộ có tên trong danh sách chẳng có phiếu nhận quà, xóm trưởng lại được ưu tiên nhận quà và nhiều hộ ngập trên 1 mét không có tên trong danh sách. Qua xác minh thì Ủy ban nhân dân đa xã đã xác định rằng Trường hợp người phụ nữ trong đoạn clip là bà TM với anh T, một trong ba người đàn ông trong đoạn clip, phản ánh bà có tên trong danh sách nhưng không được nhận qua. Vấn đề này Ủy ban nhân dân xã đã xác minh, tên của hộ này nằm trong danh sách cũ, thuộc hộ bị ngập trên 1 mét, danh sách được chuyển đến huyện. Nhưng sau khi rà soát thống kê lại, xác định hộ này ngập dưới 1 mét nên không thuộc diện đối tượng được nhận qua. Danh sách đã được chuyển đến cho đoàn ca sĩ Thủy Tiên sáng 31 tháng 10. Về việc người đàn ông trong clip phản ánh rằng trong xóm có nhiều hộ ngập trên 1 mét nhưng không có trong danh sách. Ông Trần Văn Kính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thượng cho biết, xác minh ban đầu xóm 1, thôn Thượng Xá có 130 hộ, trong đó có 8 hộ ngập trên 1 mét, 100 hộ ngập dưới 1 mét, 22 hộ không bị ngập. Trong 8 hộ bị ngập trên 1 mét, có hộ của ông xóm trưởng, trong đó danh sách mang tên vợ là bà L. Ông Kính thừa nhận là lịch trao quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên tại xã là quà gấp, mới buổi tối 30 tháng 10 đã mới nhận được lịch trao quà, thì vào 9 giờ sáng hôm sau đã phải trao. đối tượng ra soát đông, ngập lụt nhiều, kết quả thống kê vẫn còn thiếu sót. sáng ngày 2 tháng 11, phóng viên đã đến tận nhà trưởng xóm xác định, nhà ông Tê ngập trên 1 mét, người dân xóm 1 thôn thực xã cho rằng, nhà ông xóm trưởng bị ngập trên 1 mét thì đương nhiên được nhận quà, tuy nhiên họ bức xúc vì cho rằng, nhiều nhà ngập trên 1 mét lại không có tiền trong danh sách nhận quà chính quyền đã thống kê không đầy đủ, khiến cho không công bằng. Ông Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng cho biết, sau khi nhận phản ánh trên Facebook của ca sĩ Thủy Tiên về việc nhiều người đeo vàng sơn móng chân đến nhận qua, huyện đã và đang rà soát xác định những người đeo vàng sơn móng chân đến nhận qua là đi nhận thay hay là của họ. Ví dụ như bà Lê Thị Hương đi nhận thay cho em trai Lê Thành Hải, đang phải chạy thận tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị. Bà Hoàng Thị Hệt, nhận thay cho mẹ là nguyễn thị hiệp trú tại thôn mai đàn xã hải lâm đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị